Sống khỏe. Hội thoại 1 giữa Hana và Phương. Phương ơi, hôm nay em dậy lúc mấy giờ? Hôm nay là chủ nhật nên em dậy muộn. Em dậy lúc 10 giờ, còn chị? Chị dậy lúc 6 giờ, sau đó chị đi tập thể dục trong công viên. Em cũng muốn đi tập thể dục. Em muốn thay đổi thói quen của mình. Đúng rồi, muốn khỏe mạnh, phải tập thể dục hàng ngày. Sáng nào chị cũng chạy ở công viên. Thế hả? Thế từ ngày mai em sẽ dậy sớm tập thể dục. Em có hay thức khuya không? Có chị ạ, vì em thường xuyên thức khuya nên không thể dậy sớm được. Buổi tối em không nên dùng nhiều máy tính. Sau khi làm việc, em có thể đọc sách một chút rồi đi ngủ. Vâng, em phải thay đổi thôi. Không thể thức khuya rồi ngủ cả buổi sáng được. Đúng rồi, phải ăn, uống, ngủ, nghỉ có khoa học nhé. Vâng, em cảm ơn chị. Trả lời câu hỏi. Một, hôm nay Phương dậy lúc mấy giờ? 2. Hôm nay Hana dậy lúc mấy giờ? 3. Sau khi thức dậy, Hana làm gì? Ở đâu? 4. Tại sao Phương không thể dậy sớm được? 5. Phương muốn thay đổi thói quen gì của mình? 6. Vì sao Phương muốn thay đổi thói quen của mình?